nào? Dạ là con đi đi đường á, là con thấy chai rồi con nhặt, con bỏ vô cái bịch rồi con đem về nhà được mấy bao rồi con? Bán rồi mới bán xong. Bán được bao nhiêu nè? Bán được 100 ngàn. 100 ngàn, giờ 100 ngàn đó là con để dành cho bạn Nghĩa. Dạ. Con biết là bạn Nghĩa bao nhiêu tuổi không? Dạ không. Nhưng mà con xem clip nào của chú mà con biết bạn Nghĩa? Con xem clip mà chú tới thăm bạn Nghĩa bị thận hư. Có bánh canh này là các người ăn một hai lần rồi hả? Ghiền luôn hả chị? Ghiền ghiền bà đó, nó tội nghiệp đó, má nói ăn nó già rồi đó, nó mới ăn bánh canh này lần đầu tiên thôi. Cái chị tưởng kêu á, chị đón đi em lấy cho má mấy bịch má ăn. Xin chào quý cô bác anh chị, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 7, hôm qua là ngày lễ Vu Lan, tức là ngày rằm tháng 7 mọi người. Bình thường thì vào mỗi tháng hai lần chị Tưởng hay phát bánh canh vào mùng 3 âm lịch và 16 âm lịch. Thì đây là cái đợt xin lỗi là mùng 2, mình bị nhầm. Đây là hình như là đợt thứ 5 này, đợt thứ 5 phát bánh canh cho mọi người. Từ sáng sớm thì mình thấy có một vài chú bán vé số đã tới rất là sớm để đón nhận cái phòng bánh canh này. Lúc đầu thì chị Tưởng cũng có chia sẻ một cái câu chuyện, đó là nhiều người rất là thích ăn bánh canh ở đây. Mình cũng mỗi tháng hình như là mình cũng đáng cố gắng tới đây để chia sẻ với mọi người một hai clip. Và mình cũng rất là thích ăn bánh canh, tại vì đây là một cái món bánh canh mà đặc sản của vùng miền Tây, đó là bánh canh bột sắc. Và thường thường thì mọi người hay ăn bánh canh bột sắc bằng thịt vịt nè, hoặc là một vài loại thịt khác. Nhưng mà hôm nay thì đây ăn hải sản bột sắc nè. Tội nghiệp lắm, chị nói không, bà má biểu mua cho bà ăn, mua thêm cho bà ăn, thì chị biểu xuống đi, kêu chị xuống đi em lấy cho bà ăn. Tội nghiệp không? Phiền. Đợt này thì đây là các cái đợt mà phát bánh canh nè. Hồi đợt một là mấy cô chú kia ủng hộ, mấy cô chú đợt ủng hộ. Đợt 7 này là có cái chị đó. Đợt 2, đợt 3 và đợt gần đây nhất là chị Ani Lê Nguyễn ở tiểu bang Cali ủng hộ một phần cho cái đợt phát bánh canh này. Ủng hộ bao nhiêu triệu, chị? 21 triệu. Hôm nay thì chắc phát có mấy triệu à? Sáng nay thì có đặt bánh lăng nhưng mà do quên cho nên là không còn bánh lăng nữa. Người ta không có đem. Thì hình như không có nước suối, chúng ta chế nước suối có bánh lăng này đó. Giống như mình chia đều ra để làm, chứ để một bữa, con bữa thì ăn dồn dập, còn bữa thì không có. Đó, thì nói chị không? Giờ bữa nay thôi, ăn thơm thôi. Đợt rồi mua 100 trái thơm nữa, chứ mỗi người nửa miếng, nửa trái. Nói vậy đó. Thì là còn dư lại đấy em 21 triệu, còn dư lại 2 triệu, lần 7 triệu dưới quê, 2 lần ở thành phố. Đợt vừa rồi là bữa mình 2, hôm nay là 16 đó, là 2 lần rồi đó. Còn 19 triệu, còn 22 triệu, nhưng mà giờ bánh lăng nữa đây không có, là 1.250.000 nữa, vậy là còn lại 3.250.000. Kỳ sau làm tiếp của chị này nữa mới hết tiền của chị. Chia sẻ với mọi người là bây giờ là tròn 6 giờ sáng, tối hôm qua thì chị Tưởng bán hàng xong, dọn xong rồi với bà Tám nữa, là hai người là hầu như là tối hôm qua giờ chưa ngủ nè, giờ cũng đang lu bu, đang sang bánh canh ra các cái bịch nhỏ. Ngoài ra thì cuối tuần này mình với chị Tưởng sẽ đi đến xóm Việt Kiều Campuchia ở tại khu vực Long An, dự kiến là chủ nhật sẽ phát khoảng 20 phần. Chị này cho 20 phần luôn, mà chị em mình thì kiếm thêm ra thêm vài chục phần nữa cho bà con nghèo, thì hy vọng là hai chị em đi mọi người ủng hộ đi. Cuối tuần này thì sau khi phát quà ở xóm Việt Kiều Campuchia ở ngay tại biên giới Việt Nam và Campuchia thuộc địa bàn tỉnh Long An, thì tuần tới nữa thì tụi mình sẽ phát 100 phần quà ở ngôi chùa ngay tại huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang. Dự kiến thì mấy anh chị em tính phát vào dịp rằm tháng 7, nhưng mà hôm qua mình có việc cho nên là mình cũng không đi được. Và nếu mà bây giờ đi phát với số lượng lớn khoảng 100 phần quà thì tụi mình cũng không biết là ở đâu có cái số lượng như vậy, danh sách thực chất là như thế nào, cho nên tụi mình có gửi nhờ vào một ngôi chùa ở tại Châu Thành, Tiền Giang, nhờ sư trụ trì ở đó lên danh sách những cái người khó khăn ở địa phương. Và tụi mình trong 2 tuần nữa sẽ có mặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để phát 100 phần quà. Đây, bánh canh bột sắc nè mọi người. Tí nữa thì sẽ tắt bếp và bớt đi cái phần bột.
Bột này thì bột từ gạo nha, chứ không phải gì hết á. Thôi, mình sẽ đi qua cái phần mà cua tôm, cua đồng và tôm đồng đúng không chị? Đúng rồi. À, sáng nay thì có chị Tiên ở Gò Vấp chạy qua nè. Có anh đẹp trai ở Nha Trang đi vô luôn. Thôi không. Ủa sáng mấy giờ anh tới với anh? Tới ngày hôm qua rồi. Hôm qua, nhưng mà sáng tới điểm pháp bánh canh lúc 5 giờ. 5 giờ sáng. Còn đây là chị Tám. Từ hôm qua giờ chưa có ngủ. Đó, mọi người đang bỏ bánh canh vào từng hộp nè. Tí nữa khoảng 6 giờ 15, 6 giờ 20 thì sẽ rất là đông. Chị Tám bưng qua cho. Rất đông người. Tám đứa cho chị Tiên nè. Cái này nó nóng mình chết. Ủa cô Hồng là ở đâu cô? Tân Phú. Tân Phú. Dạ. Nãy cô 20 năm rồi. Lâu xưa là hay đi với chị xây cầu. Ở khu nào? Không biết nhau, ráp nhau. Dạ. Chứ chưa vô khu đây xây. Dạ. Này ta đến là nghỉ trưa cho nè. Dạ. Ừ. Sáng nay từ lúc 4 giờ mấy là nhận bánh canh luôn đúng không chị? Đúng rồi em. Giờ nấu mới tới 6 giờ mấy nè. Qua giờ chị Tưởng với bà Tám là chưa ngủ. Chưa. Mấy bạn đó mấy cái bàn đó chị. Mọi người đang tới nè. Lần đầu tiên mà đợt đầu tiên khi mà tụi mình phát bánh canh á thì ít cô bác anh chị biết lắm, nhưng mà các đợt phát sau này thì mọi người biết lịch vào mùng 2 và 16 âm lịch thì có mặt ở đây. Và điều đặc biệt nữa là có những người rất là nghiện ăn món bánh canh này nha, bản thân mình cũng vậy, lâu lâu ăn lại rất là ngon. Mình không để hộp mà mình để bịch như vậy hả? Đúng rồi. Bây giờ không cho hộp cũng bịch thanh toán nhanh. Ở dưới miền Tây thì đây gọi là con tép này, nhưng mà ở quê mình gọi là mình con tôm này. À, con tôm. Dạ. Tép mà ở miền Trung là chút xíu à. À. Ở đây mình gọi con tôm chứ gọi tép. Này gọi là tép hay tôm? Tép. Chị Tiên. Tôm hả? Bà Tám, này gọi là tép hay tôm bà Tám? Tôm. Tôm hả? Sao có lúc xuống dưới miền Tây cứ có chỗ gọi là tép ta? Tôm, mấy chị em là có thì theo có dùng với con này ta kêu bằng con tép. Còn có dùng kêu tép đúng không? Ừ. Cái mình kêu tôm. Ừ. Nếu mà nếu mình kêu là ra chợ mua tôm là mua con tôm thiệt là bự thì á, chứ phải mua con này là kêu con tôm. Cho nên hồi xưa em đi em ở một bạn chung nhà trọ em là một thằng ở Vĩnh Long. Cái nó đi xuống siêu thị nó mua cái nó hết tôm rồi. Mình xuống thấy đầy vậy mà nó ở gì đây.
không phải đây ăn tép. Đúng rồi, lâu anh cũng ở lâu cũng gặp thằng Vĩnh Long cái gì á, nó kêu tép. Còn tôm lại còn bự thiệt bự như mình á, lại đại đại đám cưới nhà hàng rồi đồ mới gọi là ăn tôm. Dạ. Còn này gọi là dạ, không biết biết sao anh, nó nhỏ mà kêu tép không phải ở bên mình nó khổ quá, thấy con tép thì mừng quá kêu con tôm. Ở miền Tây thiên nhiên ưu đãi cho nên là thôi gọi con tép ấy. Chú này ăn xong đi làm luôn nè. Nhá, ăn ở đây luôn ha chú. Có, qua bàn kìa. Dạ đúng ạ. Nè con, chú cho nè. Ủa học trường nào? Quang Văn Hân đó con. Dạ. Quận 3 hả? Sao sáng nay biết chỗ này mà hai bà cháu qua? Cô ở đằng này nè, quận 5 á con. Trời dạ. Nó khổ lắm, ba chị em lần con. Nó lớn nhất ở nhà hoàn cảnh khó khăn lắm, dạ. Cô là bà ngoại. Dạ, ngon miệng nha. Ê ê. Cho đi học. Cảm ơn. Dạ. Thấy tội nghiệp nó. Của ông già mà nhường lại cho nó. Dạ. Gì em cũng nhặt về, em gom về từ từ đó, em nhờ mẹ bán giùm, gửi vô tưởng làm từ thiện giúp cho cái bé Nghĩa. Bé Nghĩa bị thận á, bị thận hư á. Bé Nghĩa ơi, sao mà mấy bữa nay liên lạc con không được, cũng có mấy cái cô chú gửi tiền cho con, nếu mà con nhờ mẹ nghe được á, xem được cái clip của chú Phong này đăng lên á, thì con nhờ mẹ đến quán cô Tưởng nghe, để cô Tưởng tặng cho một ít quà cô chú gửi về, có bạn này gửi cho con nữa nè. Ủa con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 10 tuổi. 10 tuổi hả? Nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở Nguyễn Văn Cừ. À Nguyễn Văn Cừ. Dạ. Tao coi hình đây. Trước giờ là con đi nhặt ve chai hay là như thế nào? Dạ, là con đi đường á, rồi con thấy chai rồi con nhặt, con bỏ vô cái bịch rồi con đem về nhà. Được mấy bao rồi con? Bán rồi mới bán xong. Bán được bao nhiêu nè? Bán được 100 ngàn. 100 ngàn. Giờ 100 ngàn đó là con đã dành cho bạn Nghĩa. Dạ. Con biết là bạn Nghĩa bao nhiêu tuổi không? Dạ không. Nhưng mà con xem clip nào của chú mà con biết bạn Nghĩa? Con xem clip mà chú tới thăm bạn Nghĩa, bạn Nghĩa bị thận hư. À cái hôm cuối năm đúng không, bạn Nghĩa đi bán bông đúng không? Dạ. Hai mẹ con là ăn bên Gò Vấp, bữa nào chú gửi lời cho con cho bạn nha. Dạ. Sáng nay em bên cá rồi đi học hả? Dạ. Bữa nay đi học chưa ta? Dạ đi học rồi. Cứ tưởng là qua đi ủng hộ cho chùa rồi, làm sao ủng hộ Cứ Tưởng được. Đợt vừa rồi là ủng hộ bánh canh mà hả? Cho bạn Nghĩa. À cho bạn Nghĩa. Con đợt này hôm qua đi chắc chùa. Chắc bán được 100 ngàn đi chùa rồi. Rồi cảm ơn con nghe. Lại nói đi chị gì đó, về đi con. Đi bộ về, đi bộ tới hả? Mẹ chạm. À mẹ kia. Mấy bữa là sợ chú không đưa lên. Đây ngồi đây nè chú. Ăn được không chú? Ngon. Dạ. Chú tới đây ăn bao nhiêu lần rồi? Lần này là 3. Đây là thứ 3. Là mình biết lịch là mình tới. Dạ. Em 200 ngàn em không dám lấy. Con lụm đi, con để xài con đi học đi. Không, con đi đâu con gặp con lụm, con đi chợ đâu với mẹ, con đi bất cứ nơi nào con gặp. Là anh lụm đi chai, làm lần trước là được 200 rồi. 200 đó làm gì rồi chị?
gửi cho bạn Nghĩa. À, là hôm nay là được 100 ngàn hả? 100 để chùa rồi. Là trước giờ lượm được 300 rồi. Đi chùa rồi tháng sau mới ủng hộ được. Cuối năm tặng cái lịch. Mấy cuốn, tặng cho mấy cuốn. Tặng cho mấy cuốn lịch nha. Tặng vài cuốn ở vài năm chơi. Làm fan cứng mấy năm nay rồi bà thấy cuối năm cũng được cái gì hết trơn à. Tặng chỉ vài cuốn lịch. Thôi đừng nói. Nửa cuốn mệt rồi đừng nói vài cuốn. Có anh chị nha. Mới ăn được. Bánh này có ăn liền đến nó nửa là không có ngon. Con ạ, à, cái bánh nó nửa là không có ngon. Dạ. Anh tại bột nó sắc á. Nó dạ. Dính ta hết. Con mà có chiếc trên cây có chiếc không bụi ăn cùng con bánh canh. Đây nè anh trai. Khoảng 6 giờ rưỡi thì sẽ rất là nhiều người tới để đón nhận cái phần bánh canh miễn phí. Đây là đợt thứ 6 nha, lúc đầu thì mình nhầm là đợt thứ 5. Mấy bữa trước là mình bỏ hộp, mà hộp thì làm lâu lắm. Cho nên hôm nay là bỏ túi ni lông và mọi người nhận thêm một cái tô nữa. Hôm thì mọi người xuống đông quá chị Hà, không có ai á. Vừa rồi thì có một nhóm anh thợ hồ đang làm một cái công trình xây dựng gần đây. Mấy anh em cũng mừng khi mà có một cái phần bánh canh. Mấy nói là đợt vừa rồi ăn khá là ngon, đợt này thì rủ nhau xuống đi nhận ăn thêm. Công trình nằm ở phía khá là xa nha, nhưng mà thích ăn bánh canh này. Và điều đặc biệt nữa thì tụi mình tặng miễn phí cho mọi người. Hôm nay là 300 phần ạ. Mấy cái tô. Ủa bà ở đâu? Dạ. Bà ở đâu? Bà ở Cần Đước nữa, bà đem về dưới cho bà già ăn. Ồ, ủa sáng nay ở đi. Không, không, con cho bà xin hai phần nữa, cậu không biết con lấy tô làm chi. Hai phần nữa anh. Không, không có lấy tô, bà không có lấy tô, con cho bà xin hai phần nữa đâu, tất tô chứ. Bà không có xài tô. Ủa nhà bà là ở Cần Đước? Dạ, đi ghe lên. Ồ. Bà bán ở đâu giờ, bán ở đâu? Dạ bà đi vòng vòng bà bán dài dài vậy đó con. Dạ. Ở đâu ai mua được thì bán. Dạ. Dạ, bà cảm ơn con nha. Bà đi nha con. Về cho bà già ở dưới quê nữa. Đó, có tô luôn. Chú đậu xe vô.